Em nghe mọi người thường hay nói là uống nước ngọt, uống trà sữa, uống coca lâu ngày thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị có thể giải thích kỹ hơn không ạ? À? Thì khi đề cập tới những cái loại đồ uống tốt cho sức khỏe của con người thì đồ uống có đường nó nằm ở cuối cái danh sách, vì chúng cung cấp quá nhiều calo. Người uống đồ uống có đường không cảm thấy no so với việc họ ăn cùng một cái lượng calo từ những cái loại thức ăn rắn cứng chắc á. Một cái lon nước ngọt trung bình đó, nó cung cấp khoảng là 150 calo. Và nếu như mình chỉ uống cái đồ uống có đường này và không cắt giảm một cái lượng calo của những cái thức ăn khác thì ước tính mỗi người cũng có thể tăng tới 2,5 kg trong vòng 1 năm. Ngoài ra, cái việc tăng cân thì cái việc mà mình sử dụng những cái nước uống có đường thường xuyên thì nó cũng có thể làm cho chúng ta tăng nguy cơ mắc một cái số bệnh, chẳng hạn như là bệnh đái tháo đường, các cái bệnh lý về tim mạch và các cái bệnh mãn tính khác nữa. Và đặc biệt là chúng ta tiêu thụ những cái đồ uống có đường nhiều hơn cũng có thể làm tăng cái nguy cơ chúng ta tử vong sớm. Và những người mà trưởng thành á, có cái thói quen là uống ít nhất là một cái loại đồ uống nó có đường, nó cũng có thể dễ nguy cơ mắc phải những cái chứng rối loạn lipid máu này và tăng nguy cơ mình mắc phải cái căn bệnh về tim, với nhiều có nguy cơ gây ra những cái bệnh nguy hiểm. Như vậy thì cái việc chúng ta kiểm soát cái chế độ ăn uống và sử dụng những cái đồ uống có đường với một cái tần suất thích hợp là một cái điều mà mỗi chúng ta cần phải thiết lập và xây dựng để bảo vệ cái vấn đề về sức khỏe. Và nếu như có thể thì tốt nhất là hạn chế sử dụng những cái loại đồ uống có đường và kết hợp có thói quen thăm khám về sức khỏe định kỳ để mà mình có thể kiểm tra cũng như là đánh giá các cái chỉ số hiện tại của các cơ thể chúng ta. Chỉ có thể là chúng ta thăm khám thì mới có thể giúp mình nhận biết được là cơ thể mình đang bị cảnh báo một cái số vấn đề về sức khỏe, và từ đó thì mình cũng có thể là kiểm tra và mình điều trị kịp thời hơn.